Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Tôi tên là Phạm Đức Minh, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng. Tôi luôn luôn khao khát và mong muốn mình hạnh phúc, mình thành công, mình giàu có. Muốn làm được điều đó, muốn thực hiện được điều đó thì cái việc đầu tiên là mình phải hiểu bản thân mình. Khi mình hiểu được bản thân mình thì mình mới biết năng lực thực sự của mình là thế nào, tính cách thực sự của mình là như thế nào, sở trường của mình thực sự là như thế nào, điểm mạnh thực sự của mình như thế nào và điểm yếu của mình là gì. Và từ đó mình tìm ra được phương hướng, con đường, cách thức, môi trường, mối quan hệ để xây dựng công việc của mình, xây dựng hướng đi, cách làm của mình. Cuối cùng chúng ta tìm ra được lối sống, giá trị sống, cách sống, làm sao đó để chúng ta thực sự thành công và hạnh phúc. Và thông qua kênh online này, tôi rất muốn chia sẻ tới quý vị anh chị điều này. Vậy phương pháp là để chúng ta hiểu được bản thân mình. Thưa quý vị anh chị, nếu quý vị thực sự muốn hiểu bản thân mình để từ đó giàu có, hạnh phúc, chúng ta hãy dùng một phương pháp rất là trực quan và khoa học. Mời quý vị anh chị và các bạn theo dõi trên kênh Online Education mỗi ngày để chúng ta hiểu rõ về bản thân mình, để chúng ta biết rõ về bản thân mình. Hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trên chương trình Online Education. Xin chào và hẹn gặp lại.